Nhà quốc ca trận Việt Nam Malaysia không bị tắt, vẫn dùng bản thu âm cũ. Ban tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn dùng bản quốc ca như đã phát ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Lào. Thực tế đây là bản thu âm chuẩn được VFF xin phép lấy từ cổng thông tin chính phủ để gửi cho liên đoàn bóng đá châu Á dùng cho các sự kiện bóng đá quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Ban tổ chức AFF Cup 2020 lấy lại bản quốc ca này và phát ở giải đấu khu vực. Tuy nhiên đơn vị nắm bản quyền AFF Cup 2020 trên nền tảng YouTube tại Việt Nam là Next Media đã chủ động tắt tiếng nhạc quốc ca vì lo ngại sẽ bị gậy bản quyền. Cách hành xử của Next Sport thuộc Next Media gây phẫn nộ trong dư luận, thực tế đơn vị này cũng tắt nhạc quốc ca của nhiều quốc gia khác bởi lý do sợ vi phạm bản quyền, giảm nguồn thu. Việc tắt nhạc quốc ca không được phép tái diễn trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, không chỉ ở AFF Cup 2020 mà còn ở các giải đấu sau này. Bộ Văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu tất cả các cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam ca khúc Tiến quân ca là quốc ca của Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của quốc ca. Pháp luật Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp bao gồm trên mạng theo quy định của pháp luật. Trước đó ở trận gặp Lào, khi các cầu thủ thực hiện nghi lễ hát quốc ca trên sân Bishan tại Singapore, trên màn hình kênh YouTube nắm bản quyền trận đấu hiện lên với thông tin vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm. Dù ngay lập tức Next Media bị tuyết còi sau đó, nhưng dư luận vẫn cho rằng đơn vị này phải chịu trách nhiệm về việc không làm đúng, thậm chí là xúc phạm hình ảnh quốc gia. Như vậy, người hâm mộ có thể được nghe quốc ca thiêng liêng trong nghi lễ chào cờ của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia lúc 19h30 phút tối nay.